Cảm ơn. Palamed Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Palamed Bình Dương nha. Chị ăn bánh của bé My chưa? Ăn bánh mì rồi. Ăn bánh mì rồi hả? Nè, bé My. Trời ơi. Bữa nay là được siêu mẫu đi mời bánh khắp mọi nơi luôn á. Thôi như các cô chú anh chị thấy ha, bé My hồi nãy ha, mang bánh bánh nướng quá trời nhiều luôn. À, cúng cho cậu, sau khi cúng xong thì bé My mới là mời bánh cho các anh em YouTuber nè, rồi các anh chị em bên ekip ha, rồi khán giả nữa. Ở đây thì có mấy chị đến viếng mộ của cậu Năm. Em chào chị Ngân. Dạ. Chị hát chị Hương không? Hồi có một cái luồng không khí lạnh nha. Em đố chị Ngân nè, cái hoa sen này chừng nào trổ? Trời ơi, cái hoa sen đẹp quá trời đẹp. Buổi sáng ngày hôm nay. Em đố anh Minh ha. Anh Minh ơi, đàn bà lại cạm đúng không? Bài thân chơi, em đố anh câu hỏi này cực kỳ khó nhưng mà dễ trả lời lắm. Em đố anh giờ hai cái tay anh bận, đúng không? Mà anh lại đang cầm một cái bánh đó, anh cầm bằng cái gì? Đập. Bây giờ hai cái tay anh bận cầm một cái gì đó, không phải là bánh nha. Nhưng mà anh đang cầm cái bánh, vậy anh đó anh cầm bằng cái gì? Khó quá bỏ qua. Cầm bằng cái miệng. Đúng không? Bỏ qua đi ha, bỏ qua là có lời giải liền. Rồi bye bye anh nha. Đó, mình làm mới sẽ quay toàn cảnh sáng nay cho tất cả quý cô chú anh chị nha. Cũng đông bà con cô bác đến viếng ha, nhưng mà không có đông bằng chủ nhật gì rồi phải. Có cái sự đông hả? À, tức là ở ngoài chưa vào đúng không? Trời ơi, bây giờ bé My đem ra tới bánh, đem bánh ra tới bên ngoài mời luôn nè. Người mà vừa đẹp nết, vừa đẹp ngoại hình mà... Hello. Đây nè, trong đây nè. Chú Tiểu không ăn bánh đó chú Tiểu. Trời ơi, cắt lấy còn cái dĩa không á em. Hiện tại thì anh Thắng anh để xe là sai rồi. Đó, để xe ở phía trước cổng một cô Năm đi vào mà phía trước hai con lăn về không hợp lý ha. Chú Tiểu Khang mới nhờ anh Thắng dỡ xe ra ngoài chỗ khác để cho bà con vào có một cái vị trí đi vào đẹp hơn, chụp hình đẹp hơn ha. Chắc là anh Thắng anh quên. Rồi, bây giờ do là nãy là mới 8 mấy 9 giờ bà con chưa có đến nhiều, thì theo dự đoán của 15 mét là khoảng 10 giờ nha là bà con sẽ đến rất là đông luôn. Mà bà con cô bác biết 15 mét dự đoán cũng đúng lắm nha. Gì vậy anh Vương chụp cái gì vậy? Cho ai? Em chào hai chị nha. Đó, hai chị cũng chuẩn bị viếng mộ cậu ha. 15 mét quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú với anh chị. Chào anh trai nha. Bên kia thì bà con cô bác
cũng đang ở trên xe ha, không biết là vừa đến hay là chuẩn bị về. Thì 15 bé thấy ha, đối với nhân viên trong hoa viên thì chúng ta sẽ không có cái ngày nghỉ chủ nhật nha, tại vì lúc nào chúng ta cũng phải chăm sóc hết. Hai chị gái bây giờ vào viếng mộ của cậu nè. Bây giờ thì 15 hết cũng sẽ vào bên trong để ghi hình cho tất cả quý cô chú. Anh quay lượt ba máy vậy, ai quay lại anh thắng. Trời ơi coi kìa, quay một lần ba máy luôn. Dạ em chào anh Thắng Lê nha. Rất là xinh đẹp. Ở đâu đến mình không biết nha. Đắt mình phải theo mình hỏi. Đây. Ở bên kia thì người ta đang đốt những cái cây ha. Hồi sáng này có một chiếc xe cuốc để dọn những cái cây, chắc có lẽ là sắp tới sẽ mở rộng thêm cái phạm vi nghĩa trang ra, tại vì trong nghĩa trang này vẫn còn những cái phạm vi rất là rộng. Ôi ơi, anh Toàn anh đang đốt mấy cái cây mà tươi, cái cây tươi nha. Thì đối với cái cây tươi á là nó sẽ sản sinh khói rất là nhiều, cây tươi đúng không? Cây tươi á ra khói nhiều lắm nha. Đúng rồi. Tại vì chắc sắp tới sẽ có những cái đám tang á. Cho nên người ta mới dọn hai cây cao su nha, sáng là dọn hai cây. Hai cây xưa á. Đúng rồi. Khói nè, khói lên đi như một cái núi lửa luôn á. Đúng không anh? Đúng rồi. Khói mịt mù luôn. Trời còn ngợp luôn á ta. Chết chà. Trời ơi, qua tới đây rồi anh ơi. Mịt mù sương gió rồi. Bay mịt mù luôn cô chú. Rồi chúng đụng phim rồi ha. Mộ cậu Năm giờ giống trên mây rồi. Trên mây đúng không? Mây bay nè. Mà mây nè là hơi bị ngợp á. Trời nè đất mua những lần này. Dạ coi giúp mẹ luôn hả? Dạ. Chị làm gì ở đây nè? Dạ. Dạ. Nếu muốn gì sẽ đát chứa rủ nha. Em sẽ đát suốt luôn á. Dạ. Đát ăn cái thủ tiêu tí bà không phải nha. Dạ. Thôi giờ mình lên trên mình chụp hình vài tấm rồi làm kỷ niệm đi ha chị. Trời ơi, rất là ngợp luôn. Trời ơi, khói bay mịt mù sương gió luôn. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.